Xin chào, tôi là Nguyễn Vĩ Cường. Trong thời gian gần đây thì tôi rất là hay nhận được những câu hỏi của các bạn đang bán hàng online cũng như là đang kinh doanh theo kiểu truyền thống. Họ đều nói rằng là thưa thầy, em đã gặp rất là nhiều khách hàng, đã trao đổi với họ rất nhiều, đã tiếp cận với họ rất nhiều, nhưng mà tỷ lệ chuyển đổi từ khách hàng họ tiếp cận được cho đến khi mà họ mua hàng thì rất là thấp. Có nhiều người nói rằng là em đã chạy quảng cáo rất là nhiều và tỷ lệ nhìn thấy bài quảng cáo, click vào quảng cáo rất là cao, nhưng mà lại không có được đơn hàng. Và lý do tại sao lại như vậy? Thì ở trong video này, tôi muốn chia sẻ với các bạn câu trả lời của những câu hỏi trên. Tại sao khách hàng họ lại không mua hàng? Như bạn đã biết, thì trong mỗi chúng ta đều có một cái sự nghi ngờ cố hữu. Con người là giống loài tập trung vào nguy cơ, chứ không tập trung vào cơ hội. Mỗi một khi bạn đưa một sản phẩm cho ai đó, ví dụ tôi nói rằng là hãy mua cuốn sách này đi, giá của nó là 168.000 đồng, thì hầu hết mọi người sẽ không nghĩ rằng là trong cuốn sách này có gì hay là giúp được gì cho họ, mà họ nghĩ rằng là tôi đã mất 168.000 đồng rồi. Thì đấy là suy nghĩ theo kiểu bản năng. Bản năng của chúng ta là như vậy. Bản năng của chúng ta là phải tập trung vào nguy cơ. Tại sao lại như vậy? Vì trong quá trình tiến hóa lên của con người, họ kiếm ăn, họ làm việc thì họ cần phải tập trung vào những mối nguy hiểm. Khi không còn mối nguy hiểm nữa thì họ mới tập trung vào cơ hội. Một người tiền sử ở trong hang, khi họ đi ra ngoài hang họ tìm kiếm thức ăn thì họ phải tập trung xem xung quanh có mối nguy hiểm nào không, có thú dữ không, có gì nguy hiểm không. Và khi không còn nguy hiểm thì họ mới tập trung vào thức ăn, họ mới tập trung vào cơ hội của họ. Và với chúng ta cũng vậy, chúng ta có cái bản năng này ở trong đầu. Và đây chính là lý do tại sao con người tập trung vào nguy cơ rất nhiều. Đọc báo, bạn sẽ đọc cướp giết hiếp, bạn sẽ đọc cháy nhà, bạn sẽ đọc sập hầm, bạn sẽ đọc chết người. Nhưng bạn sẽ không đọc những thông tin ví dụ như tấm gương kinh doanh tốt hay là thủ khoa của một trường đại học là ai. Bạn sẽ không quan tâm những điều như vậy, mà hầu hết chúng ta đều quan tâm đến nguy cơ mà thôi. Và đây là lý do khách hàng không mua hàng. Khi chúng ta đưa một món hàng ra và chúng ta nói giá, thì khách hàng ngay lập tức họ sẽ nhìn nhận nguy cơ. Nguy cơ sẽ chiếm toàn bộ cái nhìn của họ. Và đó là lý do tại sao họ không mua hàng. Khi nguy cơ xuất hiện thì cảm xúc tiêu cực xuất hiện, và cảm xúc tiêu cực sẽ làm cho họ cảnh giác với bạn. Mỗi một khi ai bán hàng cho họ thì họ ngay lập tức họ sẽ nghĩ rằng là họ đang bị lừa đảo, họ đang bị mất tiền. Có thể những thứ họ nhận được sẽ không có tác dụng với họ. Và thường người ta sẽ đưa ra 5 lời từ chối cơ bản như sau. Lời từ chối thứ nhất, một là họ nói rằng tôi không cần thứ này. Họ nghĩ thực sự như vậy. Thứ hai, họ nói rằng tôi không có đủ tiền để mua sản phẩm của anh. Và thứ ba, họ nói rằng là từ từ, chưa gấp, chưa vội, không có vấn đề gì cả, lúc khác mua cũng được. Thứ tư, họ nói rằng là tôi chẳng có cảm xúc gì cái thứ này cả. Tôi thích nó đấy, tôi cần nó đấy, nhưng mà cảm xúc chưa đủ thì chưa mua. Và yếu tố thứ năm, họ nói rằng tôi không tin anh, tôi không mua hàng của anh. Và hầu hết chúng ta đều không vượt qua được 5 cái rào cản này. Chúng ta không chiến thắng được tiếng nói nhỏ trong đầu khách hàng. Và đó là lý do tại sao họ không mua hàng. Như vậy cách bán hàng cũ là sao? Chúng ta sử dụng Google, chúng ta sử dụng Facebook, chúng ta sử dụng các kênh quảng cáo khác. Chúng ta hút khách hàng vào trong profile Facebook của mình, hút khách hàng vào trong fanpage của mình. Chúng ta mang khách hàng đến shop của mình. Và sau đó chúng ta nhảy ra và đề nghị với họ rằng là hãy mua hàng của tôi đi, giá của tôi rẻ lắm, hàng của tôi tốt lắm. Nếu mà bạn mua vào thì cuộc đời, cuộc sống của bạn sẽ trở nên tuyệt vời và tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng họ không biết rằng là khách hàng họ đang tập trung vào nguy cơ, họ không tập trung vào cơ hội. Đó là lý do tại sao họ bảo từ từ, tôi sẽ mua nó sau. Hay là họ nói rằng cứ để đó, rồi có gì thì tôi sẽ gọi lại sau. Và đó chẳng qua chỉ là một lời từ chối. Đó chẳng qua là một thông điệp mà khách hàng nói với bạn rằng tôi không tin bạn, tôi không cần cái thứ này. Tôi đang sợ mất tiền, tôi đang sợ bị lừa. Và nỗi sợ này nó làm cho người bán và người mua tránh nhau ra, tách nhau ra và càng ngày càng xa nhau hơn. Nếu bạn không biết cách làm việc thì bạn sẽ bị khách hàng từ bỏ bạn. Đặc biệt là nếu chúng ta bán những món hàng lớn mà chúng ta bán ở trên online thì càng khó khăn hơn. Nếu mà bán những sản phẩm vài chục triệu, thậm chí là vài trăm triệu, ví dụ như bất động sản, bạn bán trên online cực kỳ khó bán. Bạn rất khó để có thể giới thiệu một sản phẩm nào đó giá vài triệu đồng cho đến vài chục triệu đồng ở trên online mà có một khách hàng nào đến mua. Rất khó khăn để bạn có thể làm được điều này. Và đó là lý do tại sao bạn cần phải biết một phương pháp làm việc mới. Ở trong video này, tôi gọi nó là 7 chìa khóa cho marketing hiện đại. Đầu tiên, bạn phải làm cho khách hàng biết mình. Bạn phải làm cho họ biết mình, biết rất rõ mình. Làm thế nào để khách hàng biết mình? Bạn cần phải có một cái Facebook, bạn cần phải có một cái website, bạn cần phải có kênh YouTube, bạn cần phải có thông tin của mình tràn ngập ở trên mạng. Và bạn phải thể hiện mình là người sẵn sàng giúp đỡ khách hàng, sẵn sàng đưa cho họ một cái giải pháp. Và cái cách nhanh nhất để khách hàng biết đến mình là bạn hãy cho họ một cái gì đó miễn phí. Bạn có thể tặng quà,
bạn có thể có những thông tin miễn phí trong ngành, trong nghề của bạn, làm cho họ có thể dễ dàng tiếp cận được. Ví dụ nếu bạn bán mỹ phẩm thì hãy giúp cho họ là làm thế nào có thể trang điểm đẹp hơn, làm thế nào có thể chọn được mỹ phẩm giữa vô vàn những loại mỹ phẩm xấu, tốt, rồi là thậm chí là độc hại cũng có, thì làm sao có thể phân biệt được những thứ như vậy. Bạn có thể nói cho họ những điều như vậy, thì trong tâm trí của khách hàng ngay lập tức họ sẽ nghĩ rằng là à, đây là một người có thể giúp mình, không phải là một người bán hàng mà có thể giúp mình. Và hãy nhớ rằng đừng bán hàng nữa, hãy giúp đỡ khách hàng. Câu nói này của Brand Tracy, ông ấy nói rằng là stop selling, start helping. Đừng bán nữa, hãy giúp đỡ khách hàng trước đã. Khi bạn sẵn sàng cung cấp những thông tin, những sản phẩm, những quà tặng miễn phí như vậy, thì khách hàng bắt đầu biết đến bạn. Họ sẽ like fanpage của bạn, họ sẽ theo dõi Facebook của bạn, họ sẽ kết bạn với bạn, họ sẽ vào website của bạn, họ sẽ lưu website của bạn lại. Và lúc này họ biết bạn. Chìa khóa thứ hai chính là làm cho khách hàng thích mình. Ở cấp độ làm cho khách hàng thích mình, thì bạn càng ngày bạn phải tư vấn cho khách hàng ở cấp độ cao hơn và sâu hơn. Bạn phải tặng họ những món quà lớn hơn. Và tôi muốn nói ở đây, quà tặng, khi bạn tặng thì bạn không nhất thiết bạn phải tặng những cái món quà vật chất lớn. Không nhất thiết là bạn phải tặng những món quà vật chất, mà bạn có thể tặng cho họ thông tin. Có rất nhiều bí mật trong nghề nghiệp của bạn mà khách hàng họ không biết. Hậu trường đằng sau là gì? Làm sao có thể sản xuất ra một sản phẩm như vậy? Cái sản phẩm của bạn nó giúp đỡ được gì cho khách hàng? Và hãy nói chân tờ kẽ tóc. Giống như Richard Branson, ông ấy viết ra những cuốn sách, ông ấy nói về hoạt động kinh doanh, ví dụ như là cuốn sách là Mặc kệ nó làm tới đi, hay là cuốn sách Đường ra biển lớn, vân vân. Tất cả những cuốn sách này Richard Branson đều đưa những cái thông tin rất là quý giúp cho bạn làm sao có thể kinh doanh thành công hơn. Nhưng đồng thời cài đặt ở trong những câu chuyện như vậy chính là câu chuyện kinh doanh của chính ông Richard Branson. Và chính vậy, bạn càng đọc sách, bạn càng đọc những gì Richard Branson viết ra, thì bạn càng cảm thấy yêu quý, ngưỡng mộ ông Richard Branson hơn. Và từ đó bạn gián tiếp thích cái thương hiệu Virgin của Richard Branson. Đó chính là pha thứ hai, là pha làm cho khách hàng thích mình. Hãy tư vấn ở cấp độ cao hơn cho khách hàng. Làm sao họ đã biết bạn rồi thì họ phải thích bạn. Biết cộng với thích thì bằng tin. Ở cấp độ thứ ba, chìa khóa thứ ba, khách hàng sẽ tin bạn. Lúc này bạn bắt đầu bạn gửi tài liệu, bắt đầu bạn gửi thông tin, bắt đầu bạn gửi các sản phẩm mẫu. Hãy nhớ này, khi khách hàng tin bạn, chưa chắc là họ đã mua hàng của bạn, mà bạn cần phải cho khách hàng dùng thử sản phẩm đã. Cho nên bạn hãy gửi sản phẩm mẫu cho họ. Và ở cấp độ thứ tư thì khách hàng bắt đầu tin ở cấp độ sẵn sàng trải nghiệm thử sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Họ sẽ theo dõi bạn, họ sẽ xem những live stream hoặc video của bạn, họ sẽ sẵn sàng đọc những bài viết dài của bạn, họ sẵn sàng tìm hiểu về sản phẩm của bạn. Và lúc này họ đang thử bạn, họ đang thử xem có ổn hay không. Lúc này thì khách hàng tập trung vào cơ hội nhiều hơn, vì ở đây chi phí đang là bằng không, bạn chưa bán gì hết. Ở giai đoạn khách hàng thử, mình vẫn chưa bán gì cả. Một là biết, hai là thích, ba là tin, bốn là thử. Và sau bốn giai đoạn này thì đến bước thứ năm là bán hàng. Lúc này bạn bán hàng cho khách hàng. Và hãy nhớ ở trong giai đoạn thứ năm này, hãy làm cho trải nghiệm của khách hàng thật là tích cực. Giao hàng, bán hàng, thanh toán, mọi thứ phải hoàn hảo, phải cực kỳ tuyệt vời. Và khi với cái ấn tượng tuyệt vời này, khi khách hàng mua hàng lần đầu của chúng ta, thì họ sẽ có cái trải nghiệm là trải nghiệm wow, nghĩa là trải nghiệm ngất ngây. Có 3 cấp độ để khách hàng hài lòng. Cấp độ 1 là cảm thấy hài lòng, cảm thấy thỏa mãn. Cấp độ thứ 2 là cảm thấy ngạc nhiên, ngoài mong đợi, nghĩa là bạn đã phục vụ họ tốt hơn họ tưởng tượng. Và cấp độ thứ 3 là không nói lên lời, chỉ nói rằng là wow, thật là tuyệt vời. Thì với cái cấp độ thứ 3 này, khách hàng sẽ nhớ bạn rất là lâu. Và ở giai đoạn từ 5 sang 6, bạn cần phải chăm sóc khách hàng sau bán hàng thật tốt. Hãy gửi cho họ những cái email, hãy gửi cho họ những cái tin nhắn chúc mừng sinh nhật, hãy gửi cho họ những cái thông điệp riêng, hãy mời họ vào trong một group trên Facebook chẳng hạn, được chăm sóc đặc biệt. Thì lúc này khách hàng sẽ rất nhanh chóng, họ chuyển sang giai đoạn 6 là họ mua thêm một sản phẩm nào đấy khác của bạn. Họ mua thêm. Đó là lý do tại sao bạn nên có nhiều sản phẩm, hoặc sản phẩm của bạn phải đa dạng để khách hàng có thể có nhiều lựa chọn, có thể mua thêm sản phẩm của bạn. Và từ cái bước mua thêm này thì bạn lại chăm sóc tiếp, bạn lại chăm sóc khách hàng cực kỳ tuyệt vời và tốt. Và bây giờ bạn chuyển khách hàng sang giai đoạn thứ 7 là họ giới thiệu khách hàng mới. Để khách hàng có thể chuyển sang giai đoạn thứ 7 thì bạn cần phải cho họ trải nghiệm cực tốt. Bạn cần phải làm cho khách hàng cảm thấy tự hào khi trở thành khách hàng của mình. Và lúc này bạn sẽ thiết lập một cái mối quan hệ đối tác với khách hàng. Bạn sẽ đề nghị khách hàng làm đối tác giới thiệu khách hàng cho mình. Có thể họ sẽ giới thiệu vô tư, nhưng nếu mà bạn coi họ là một đối tác và bạn cho họ hưởng những cái lợi ích từ việc là họ giới thiệu khách hàng cho bạn, thì mọi thứ nó trở nên tốt hơn rất nhiều. Và lúc này khách hàng sẽ giới thiệu khách hàng. Như vậy là
Thay vì trước đây chúng ta gặp và bán, thì bây giờ mình gặp và mình đưa khách hàng qua 7 chu trình. Một là làm cho họ biết mình, hút họ vào, đưa họ vào. Ở trong giai đoạn này chúng tôi gọi là giai đoạn hút. Chúng ta cần phải đưa ra những cái thông tin miễn phí, những cái thông điệp giúp đỡ khách hàng để khách hàng làm sao họ sẵn sàng chia sẻ bài viết của mình đi ở trên Facebook. Họ sẵn sàng đưa cái email mà mình gửi cho một người bạn của họ đọc. Thì lúc này phải phi thương mại. Như vậy, thay vì gặp khách hàng và đưa ra thông điệp bán, hãy mua hàng của tôi đi, thì bây giờ bạn hãy đưa khách hàng theo 7 chu trình và 3 giai đoạn. 7 chu trình làm cho khách hàng biết mình, làm cho họ thích mình và sau đó thì họ tin mình. Sau khi họ tin, đừng bán hàng cho họ, hãy cho họ thử mình. Và sau khi thử mới đề nghị họ mua hàng và lúc này khách hàng sẽ mua hàng của mình rất tự nhiên. Sau khi khách hàng mua hàng của mình, hãy phục vụ, chăm sóc đằng sau bán hàng và làm cho khách hàng có thể mua thêm hàng của mình thêm một lần nữa, họ mua thêm nhiều lần nữa và hãy chăm sóc tiếp ở cấp độ cao hơn, làm cho khách hàng wow, họ cảm thấy thật là sung sướng, họ cảm thấy thật là mãn nguyện, họ cảm thấy tự hào về chúng ta. Và lúc này, ở giai đoạn thứ 7, khách hàng sẽ mua hàng của mình. Biết, thích, tin, thử, mua thêm và sau đó giới thiệu. Đó là 7 chìa khóa marketing và 3 giai đoạn làm cho khách hàng biết mình, hút họ vào. Sau đó thì chia sẻ tiếp và làm cho khách hàng tin tưởng sản phẩm của mình. Sau đó bán hàng là giai đoạn thứ 2, được gọi là giai đoạn tán tỉnh và bán hàng. Và giai đoạn thứ 3, làm cho khách hàng wow, ngất ngây. Và lúc này họ sẽ giới thiệu khách hàng cho mình. Như vậy, với 7 chìa khóa và 3 giai đoạn trong marketing và bán hàng, tôi tin tưởng rằng các bạn sẽ kinh doanh thành công hơn rất nhiều. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về những công cụ, phương tiện, công nghệ, ứng dụng để các bạn có thể làm được 7 cái điều này, 3 cái giai đoạn này hoàn toàn tự động, hãy bấm vào đường link bên dưới. Chúng ta sẽ gặp nhau và tôi sẽ chia sẻ thêm cho bạn những điều tuyệt vời trong kinh doanh, trong marketing và bán hàng. Nguyễn Vĩnh Cường xin chào và hẹn gặp lại.